và giống như danh hài charlie Chaplin có từng nói là tôi thích đi dưới mưa à. để người ta không thấy tôi khóc đó là tây quốc trường hợp tây quốc cũng vậy dạ yeah. khi chia tay bà xã mình ôm đứa con mình nuôi dạ yeah. lúc đó đứa con 4 tuổi mình thấy cái đường nghệ thuật thì càng ngày càng đi xuống nếu mình mình khóc ở nhà thì mẹ mình thấy em mình thấy gia đình thấy thì gia đình sẽ đau khổ vì mình sẽ buồn mình không muốn nhưng mà mình khi chở đứa con mình đi giữa đêm mưa đó tương lai thì mệt mờ thì trời mưa lớn lớn thì mình chùm cái áo mưa soi thằng con trai nòn trước trong khi mưa lớn mình có quyền mình thét mình có quyền mình khóc mình có quyền mình gào lên gào lên hết tất cả những gì mặt mức trong lòng mình gào lên hết đi để, để cho mưa gió không ai nghe hết không ai biết hết đứa con thì lại nghe lại biết Dạ. Yeah. thì nó mới lọt cái đầu ra nói ba làm gì vậy nó nói ba đừng có khóc ba đừng có lo gì hết ba sống sao con sống vậy nói nhưng mà bây giờ cha con mình nghèo quá không có được cái nhà để mà ở bây giờ hiện giờ mình đang ở nhà ông bà ngoại mà nhà ông bà ngoại rất đông rồi tương lai con lớn rồi sao nó nói con đâu có cần nhà đâu mà ba thích câu cá ba hay đi câu cá thì thôi mình kiếm một cái bờ sông nào đó mình dựng lại cái gì lên mình ở đó rồi ba câu cá ba vui được rồi chứ con không có cần nhà cửa gì hết thành ra những cái động lực đó nó là an ủi cho mình yeah. để mình vượt lên vượt lên vượt lên lúc đó mình đang gánh nợ nần phải nuôi con thì nhờ những cái động lực đó mình vượt qua ra tiểu quốc rất hãnh diện khảnh diện đời cho tiểu quốc quốc những cái khổ cực những cái cam go những cái bế tắc cuộc đời để có tiểu quốc ngày hôm nay tới bây giờ tiểu quốc sống cũng vậy đó. tiểu quốc không có ngại gì hết đó. người nghệ sĩ lúc nào cũng can đảm hết tại vì họ còn có khán giả mình còn khán giả là mình không cô đơn dạ yeah. dạ yeah.